Xin chào mọi người, giới thiệu với mọi người dòng sản phẩm máy làm mát nước đến từ thương hiệu Aoling, một trong những dòng chiller được mọi người rất ưa chuộng. Đến với mẫu nhỏ nhất là chiller ALSF102. Đây là phiên bản mới của mẫu chiller ALZ1, với phần thay đổi về mặt thiết kế, sử dụng vỏ nhựa thay cho vỏ kim loại. Mình thấy thiết kế mới như vậy mang lại màu sắc trẻ trung hơn cho sản phẩm, đặc biệt là phần vỏ nhựa sẽ an toàn hơn vỏ kim loại khi mà xảy ra vấn đề sự cố về điện. Ở mặt trước là phần lấy gió vào để tản nhiệt. Mọi người cũng có thể tháo tấm lọc gió ra để vệ sinh thường xuyên, giúp cho hiệu quả tản nhiệt được tốt hơn. Ở mặt sau sử dụng hai quạt để đẩy khí nóng ra. Vì vậy mọi người lưu ý vị trí lắp đặt thông thoáng để cho khí nóng không bị tích tụ lại. Ở đây có một vài thông tin mà nhà sản xuất đưa ra là máy có công suất là 150W, dùng ga R134A để làm mát, dành cho bể có thể tích nhỏ hơn hoặc bằng 160 lít và phần bầu lạnh được làm bằng titan chống ăn mòn, có thể sử dụng tốt ở cả hai môi trường nước ngọt và nước mặn. Tuy nhiên trong sử dụng thực tế thì mình thấy phiên bản 150W này phù hợp sử dụng cho bể 60, có thể tích đâu đó khoảng 100 lít nước. Vì khả năng làm mát của chiller phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố nhiệt độ của môi trường xung quanh. Ví dụ như những hôm nhiệt độ lên đến 40 độ thì mình nghĩ chiếc hồ 160 lít theo nhà sản xuất công bố thì chiller hoạt động gần như không hiệu quả. Vậy nên mình sử dụng cho hồ có thể tích nhỏ hơn, để nước trong hồ nhanh được mát và ổn định, cũng như việc kiểm soát nhiệt độ theo ý của mình muốn dễ hơn. Đây là phiên bản mới của mẫu ALZ2 năm 2023. Máy sử dụng công suất là 300W và mình thấy phù hợp cho bể 90, có thể tích rơi vào khoảng 200 lít. Máy vẫn sử dụng thiết kế cũ giống với phiên bản ALZ2 trước đó, với phần vỏ bằng kim loại và thiết kế vuông vắn. Hai bên hông là hốc hút gió và sử dụng hai quạt thổi để tản nhiệt ở phía đằng sau. Ở phiên bản mới này mình không thấy nhà sản xuất đề cập đến những cải tiến mới, vậy nên mình cũng không rõ là có cải thiện gì về hiệu năng hay không. Tuy nhiên là điểm khác biệt đầu tiên mình có thể thấy là ở phần bảng điều khiển. Để cài đặt nhiệt độ mình mong muốn, mọi người chỉ cần nhấn nút tăng giảm trên bảng điều khiển và đợi 1-2 phút máy bắt đầu hoạt động. Ở phiên bản cũ nhà sản xuất cho chúng ta điều khiển rất nhiều thông số của máy, tuy nhiên trong sử dụng thực tế thì những chức năng đó rất ít khi được sử dụng. Vậy nên những tính năng đó đã được cài thành thông số mặc định và chỉ giữ lại hai chức năng quan trọng nhất. Mã hiển thị F01 dùng để cài đặt độ trễ nhiệt độ. Ví dụ bạn cài 23 độ và với giá trị của F01 là 2, thì khi nhiệt độ tăng từ 23 lên 25, máy sẽ hoạt động để kéo nhiệt độ xuống và dừng lại khi đạt đủ 23 độ. Mã hiển thị 02 mọi người dùng để hiệu chỉnh nhiệt độ của chiller so với nhiệt độ thực tế bên trong bể. Ví dụ nhiệt độ hiển thị trên chiller là 23 độ, còn nhiệt độ thực tế trong bể là 24. Mọi người ấn tăng thêm một giá trị ở đây để chiller hiển thị chính xác giống với nhiệt độ thực tế. Trên đây là hai tính năng rất hữu ích của chiller AL và mình sẽ giải thích chi tiết hơn cho mọi người ở video sau. Và ở phiên bản ALZ2 này sử dụng đầu gió nhiệt ở ngoài, khác với hai phiên bản là SF102 và AL500 sử dụng đầu gió nhiệt ở bên trong máy. Theo mình thì cả hai loại đầu gió nhiệt này đều hoạt động tốt và chỉ khác nhau là ở vị trí đo nhiệt độ. Với đầu gió ngoài được đặt trực tiếp và đo nhiệt độ ở trong bể, thì nhiệt độ hiển thị ở trên bảng điều khiển sẽ đúng với nhiệt độ của nước. Một điều lưu ý là mọi người cần cố định kỹ phần đầu gió ở trong nước, tránh bị tuột ra sẽ gây cho chiller đo sai về nhiệt độ và máy sẽ hoạt động liên tục. Đối với gió nhiệt ở bên trong thì được đặt ngay ở phần buồng làm lạnh, vì vậy nhiệt độ hiển thị thường sẽ thấp hơn nhiệt độ thực tế ở trong bể, và có thể sẽ xảy ra hiện tượng chiller đo đủ nhiệt và ngắt trước, còn nhiệt ở trong bể vẫn chưa giảm đủ đến mức mình mong muốn. Cách khắc phục rất đơn giản là mọi người điều chỉnh nhiệt độ chênh lệch của chiller so với thực tế ở phần F02. Tất cả các phiên bản chiller AL mọi người có thể chuyển đổi giữa việc sử dụng đầu gió trong hoặc là ngoài bằng việc cắm đầu gió vào vị trí đang cắm cái dây trắng đen ở đây. Và phiên bản máy to nhất của hãng Aoling là chiller AL500. Máy sử dụng công suất là 500W, phù hợp cho bể 1m2. AL500 hiện nay chưa có bản nâng cấp, thiết kế vỏ kim loại với hai hút gió hai bên, phía sau là quạt thổi lớn.
Về vị trí lắp đặt chiller để đảm bảo hiệu quả tản nhiệt thì mọi người có thể tham khảo khoảng cách tối thiểu mà mình để ở đây. Mọi người lắp đặt ở vị trí càng thoáng càng tốt, đặc biệt là phần mặt sau để giúp cho khí nóng không bị tích tụ lại. Các sản phẩm chiller AL không phân biệt hai đầu in-out và có thể lắp đặt linh hoạt. Và tất cả các mẫu đều sử dụng ống phi 12 hoặc phi 16. Đây chính là một nhược điểm lớn của dòng chiller AL500. Máy thì được sản xuất với công suất lớn, dành cho bể có kích thước lớn, vậy mà đầu in-out chỉ có đến phi 16. Thế nên việc kết hợp với các máy lọc lớn thường có kích thước ống phi 20 đổ lên là điều rất khó. Mọi người cần sử dụng thêm một cái van thu ống và điều này có thể làm giảm dòng của máy lọc. Cuối cùng là về độ ồn của máy khi đang hoạt động để kéo nhiệt độ xuống. Và mình đang thử cho mọi người mẫu chiller AL500, loại có công suất lớn nhất. Để công bằng nói thì mình thấy chiller của AL phát ra tiếng động lớn nhất trong các sản phẩm mà mình từng sử dụng. Không hẳn là quá ở Mỹ, tuy nhiên mọi người lưu ý vị trí lắp đặt để không ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng hàng ngày của mình. Ở hai phiên bản nhỏ hơn, độ ồn ở mức thấp hơn cũng không gây khó chịu cho người sử dụng. Đánh giá tổng quát lại thì chiller AL là một sản phẩm tốt. Với thiết kế đẹp, hiệu quả làm mát nhanh, trải nghiệm sử dụng thực tế thì mình thấy máy ổn định và bền bỉ, không có gặp trục trặc gì. Đặc biệt là với mức giá rẻ nhất trong các dòng chiller thì sản phẩm này rất đáng để sử dụng. Xin chào và hẹn gặp lại!